Hello, what's up man, chào tất cả anh em. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình quả kèo cơm gạo cũng như là hướng dẫn cho anh em mình một số công thức cơ bản đây. Vẫn là đá nhẹ cho anh em mình một số quả kèo tài xỉu MD5 trên cổng game 8US anh em nhé. Hướng dẫn cho anh em mình những cái quả kèo gọi là nét và căng nhất, được chưa? Những kèo mà chuẩn và có tỷ lệ chốt lãi cao thì tôi sẽ lên cho anh em mình. Cầu này này, bắt đầu luôn anh em nhé. 13-9 lại về này. Nhả nhẹ cho nó một tay bệt về xỉu 4m. Ok cho anh em. Tiếp tục chạy đúng công thức, không cần thiết phải bẻ cầu. 13, 12, 9, 13 9 lại về 5. Con này đẹp anh em ạ. Đẹp thì phải bệt thôi. Tiếp tục chạy đúng công thức, không cần thiết phải bẻ cầu anh em nhé. Đấy, nó đi nó lại với anh em rất là nhiều lần rồi. Đấy cho anh em. Tại vì sao lại cố gắng bẻ cầu? Bẻ cầu để làm gì nhé? Đấy, thực sự nó có cần thiết đến như vậy hay không? Bẻ cầu nó cần thiết đến như vậy hay không anh em? Cố gắng chạy nhá, cầu này cầu 3. Cầu 3 được thì chắc chắn vẫn có cầu 4. Nhưng mà nếu càng về lâu về dài thì em mình nhớ là đến nhỏ lại. Lại tiếp tục bẻ tài em ạ, kèo khó này. Tiếp tục về 14 chạy cầu 9 lại về 5. Ok em ơi, tiếp tục chắc chắn rồi, quả này phải đẩy nhẹ cho đó là 10m anh em nhé. Tiếp tục về tài, không cần thiết phải bẻ cầu. Cố gắng chạy đúng cầu kèo 9514 lại về. Cầu này nếu mà đẹp thì khả năng cao là gọi là vẫn là theo được một tay nữa anh em ạ. 123 này, 123 quá chuẩn. Tiếp tục chạy đúng công thức, không cần thiết phải bẻ cầu. 95 nhiều anh em mình thua ra xa bờ thì cũng kiểu như là một phần là lòng tham với là không có công thức bắt cầu chuẩn anh em ạ. Còn như tôi thì anh em mình cũng có thể thấy là cầu kèo nó khá là ok anh em nhé. 9514 lại về 11. 14 lại về 11, tiếp tục này bệt này, chạy tiếp rồi. Vẫn là về tài để chơi em. Cầu này vẫn là 123 được anh em ạ. Không cần thiết phải bẻ cầu như thế nào thì là mình cứ áp dụng đúng công thức như vậy thôi. Để chơi anh em. Tại vì sao lại bẻ cầu? Bẻ cầu để làm gì anh em? Tiếp tục không cần thiết phải bẻ cầu. Chơi là phải lụm anh em ạ. Tầm này thôi. Để chơi anh em. Gọi là đẳng cấp anh em ạ. Tầm này thôi, không về là không được anh em nhé. Cố gắng chạy đúng công thức. Tiếp tục chạy đúng cầu kèo. Tiếp tục đây. Theo đúng công thức dễ dàng nhất có thể làm nhá. Tiếp tục chạy đúng công thức cờ bạc dễ dàng nhất. Bẻ cầu để làm gì nhá. Tiếp tục 13, 9, 5 14, 11 lại về 12. Làm sao anh em? Vội làm cái gì? Vội làm cái gì anh em nhé? Vội làm cái gì đúng không anh em? Tiếp tục rồi. Không cần thiết phải bẻ cầu, được chưa? Cầu này thì quá là chuẩn rồi. Ơi là rồi nè bạn. 9, 5, 14, 11 lại về rồi. Quá đẹp. Vẫn là theo anh em nhé. Cầu bệt mày neo. 7 nhẹ 3m đã. Cứ vậy thôi nè bạn. Không cần thiết phải bẻ cầu. Xu hướng cầu kèo cơ bản như thế nào thì anh em cứ cho áp dụng đúng cầu như vậy luôn cho nó dễ. Tỷ lệ thì vẫn là 70 cho đến 80%. Tiếp tục chạy đúng cầu gào. Tầm này không vội. Lại B9 này. Đi đâu anh em? Đi đâu mà vội mà vàng anh em, được chưa? Ok chưa? Tiếp tục chạy đúng công thức. Con này thì quá là tuyệt vời anh em nhé, kèo đẹp. Hôm nay chắc là tôi sẽ chốt lãi ở đấy thôi. Hôm sau mà có thời gian thì tôi sẽ tiếp tục lên cho anh em mình một số cầu kèo khác. Trên cổng game 8US này nó thực sự để mà nói là nó có rất là nhiều kèo để anh em mình chơi luôn đấy. Cá độ bóng đá này, các sân này là thuộc dạng là các sân quốc tế anh em nhé. Trong này thì tôi quen nhất với cái sân là BBBin, AWC này thì quá quen, AG này thì cũng quá quen rồi. Đa số là cổng này là cổng nối vào thôi nè bạn. Tài xỉu MD5 ở đây thì nó khác với cái bàn tài xỉu mini này. Hai bàn này chủ yếu tôi thấy là nhiều người hay chơi cái bàn này, tại vì bàn này dễ nổ hũ anh em này, nổ hũ này, hũ này. Kinh thật, quá kinh luôn này em ạ. Rồi nghỉ ngơi em nhé, hôm sau có kèo lại lên. Thân này mình chào.